Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Biên Gia Lai nhé. Hôm nay thì mình sẽ dẫn các bạn đến tham quan một cái ngôi nhà sàn khá đẹp. Bây giờ thì chúng ta hãy vào trong ngôi nhà sàn để khám phá xem có cái gì đẹp không các bạn nhé. Trước mắt mình là mình nhìn thấy cầu thang này khá đẹp đấy các bạn ơi. Căn nhà này hầu như làm hoàn toàn bằng gỗ các bạn ạ. Đây. Bằng gỗ 100% nha các bạn ơi. Ở khuôn mặt trước làm rất là đẹp các bạn. Mình kết nhất cái cầu thang này các bạn ơi. Cầu thang này nhìn rất là hấp dẫn luôn này. Còn về cái phần dưới gầm nhà các bạn đây, chủ nhà thiết kế là rất là ấy này, rất là thông thoáng này. Cột thì rất là cao, cột to các bạn ơi, cột. Nếu mà từ dưới chân mà lên tới chỗ cái mặt sàn ấy, thì mình nghĩ chắc nó phải rơi vào khoảng 3 mét các bạn. Đây, còn sàn nhà này, cột kèo thì đóng rất là chắc chắn này. Rất là khít, rất là đẹp luôn. Đây, còn dưới này thì chủ nhà có để một cái bộ ghế đá này để ngồi khách đến uống nước đấy các bạn. Mình nhìn thấy cái cột này rất là to này các bạn này, to và thẳng, đẹp. Ở dưới này thì chủ nhà có thể để được rất nhiều những cái đồ, đồ dụng cụ. Bây giờ thì các bạn hãy theo chân mình lên trên đấy nhá, lên trên gác trên đi các bạn nhá. Đây, bên đây cũng có một cái ngôi nhà sàn này, cũng khá đẹp luôn các bạn ơi. Ở đây thì đa số người ta làm nhà sàn kiểu mới. Đợt trước thì mình cũng có đi quay một cái mẫu nhà sàn ở bên Buôn Rưng, nhưng mà những cái mẫu nhà sàn đó thì nó không đẹp bằng bên đây. Bên đây thì mẫu nhà sàn họ làm có vẻ hiện đại hơn này. Và cái độ tinh xảo và sắc nét cũng đẹp hơn này. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình lên đấy, lên trên gác nhé, để xem tiếp cái ngôi nhà sàn ở trên nhé. Đây, cầu thang này các bạn này, cầu thang rất là đẹp luôn. Chắc làm một cái ngôi nhà sàn này chắc mình nghĩ là cũng khá nhiều tiền đấy các bạn này. Đây, trên đây họ đóng ván này các bạn này, đóng ván kiểu như họ ốp lại, ốp kiểu nhìn rất là đẹp. Rồi. Trần thì đóng Camry này, Camry rất là đẹp, sáng, nhìn rất là sang trọng các bạn ạ. Rồi bây giờ mình sẽ đứng sang bên đây để quay cái góc bên này cho các bạn xem nhé. Rồi, đứng đây thì chúng ta có thể là xem được cũng gần như là một phần, ba phần khu nhà này. Khu vực đây thì mình thấy rằng là đường xá đi lại thì rất là sạch sẽ các bạn ạ. Sạch sẽ, khang trang này. Ở đây thì đa số dân đây theo đạo đạo Tin Lành này các bạn. Nên họ, cái khu vệ sinh họ rất là sạch sẽ. Đấy, cầu thang của mình đi lên này, này. Giờ mình quay xuống cho các bạn xem nhé. Rồi bây giờ chúng ta hãy vào trong nhà nhé. Để khám phá tiếp trong nhà đi các bạn nha. Hơi tối đấy các bạn này, mình bật điện. Đấy, trên nóc nhà họ làm theo kiểu Thái đấy các bạn này. Kiểu Thái nhìn rất là đẹp. Ở trên đây thì họ không có có ngăn ra một cái phòng ngủ đấy các bạn ơi. Ván trần thì rất là to đấy các bạn này, to và đẹp.
Nói chung về cái phần ở trên thì người ta cũng không có ngăn phòng như kiểu là những cái nhà của đồng bào người Thái hay người Tây người Tây Bắc các bạn. Về cái phần phong tục tập quán thì ở đây người ta làm nhà thì bên trong người ta không ngăn buồng các bạn ơi. À, người ta có đặt một cái giường để ngủ thôi. Bây giờ các bạn hãy theo chân mình sang một cái ngôi nhà sàn bên cạnh nha. Mày vừa nãy mình có qua rồi, rất là đẹp các bạn. Bây giờ mình sang đấy mình quay cho các bạn xem. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình để vào tham quan một cái phần trong của ngôi nhà bên cạnh vừa nãy mình quay đấy. Rồi, ngôi nhà này thì họ cũng đang làm dở dang, họ sửa lại các bạn. Bây giờ họ nâng cấp, họ đóng trần này các bạn này. Đấy. Họ đóng trần rất là đẹp luôn này. À, nhà đây thì do bóng điện cũng hơi tối, à, mình có thể là cũng không quay được sáng lắm các bạn. Rồi, mình sẽ review cái trần nhà để các bạn xem, họ đóng cam ri là rất là đẹp luôn này. Đây là cái khu phòng chính đấy các bạn này, phòng khách này các bạn, phòng khách này cũng tương đối là rộng này. Chắc mình ước tính cái phòng khách này nó cũng phải rơi vào khoảng 100 mét vuông đấy các bạn, 100 mét vuông. Đây, cột nhà này, cột nhà thì cũng khá to này các bạn đây. Khá to và thẳng. Ván thì người ta đóng hoàn toàn bằng gỗ cà chích đấy các bạn này. Ở đây thì nhà sàn đa số người ta làm bằng gỗ cà chích. À, riêng gỗ cà chích thì rất là đẹp với hai nó bền. Đây là những cái mẫu nhà sàn gọi là cải tiến đấy các bạn ạ. Bây giờ họ cũng có điều kiện họ làm những cái hoa văn rất là tinh xảo. À, riêng những ngôi nhà sàn mà làm như thế này thì rất là giá trị các bạn ạ. Mình hình dung là nếu mà làm được một cái ngôi nhà sàn đóng trần hoàn toàn bên trong này thì cũng khá là nhiều tiền đấy. Hôm nay mình đến thì chủ nhà đi vắng các bạn ạ. Còn nếu mà có chủ nhà thì mình sẽ nhờ họ có thể là giới thiệu căn nhà này nó rơi khoảng bao nhiêu tiền thì các bạn xem. Nhưng mà do chủ nhà đi vắng này, chỉ có mỗi thằng nhỏ ở nhà thôi các bạn. Đây chỗ này bây giờ mình quay đây nó mới rõ mới đẹp này các bạn này. Đây. Đóng rất là kỹ thuật luôn. Nhìn cái trần nhà rất là giá trị các bạn này. Này họ cũng đang làm rồi. Hôm nay chủ nhật. Chủ nhật đặc biệt là người Gia Lai đây họ theo đạo Tin Lành thì họ không có làm các bạn ơi. Đây gỗ cũng đang còn để vất nữa. Tùm lum ở trên nhà này. Rồi bây giờ các bạn hãy theo chân mình ra phòng bếp này các bạn nhé. Ở đây họ cũng có ngăn một cái buồng này các bạn này. À, cái buồng để nghỉ ngơi đi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta hãy ra một căn bếp nhé. Đây căn bếp này cũng khá rộng rãi rồi các bạn này. Người ta làm cũng rất bài bản này. À. Đây. Họ làm những cái tủ ở trên để đựng những cái đồ chén bát này, rồi nồi, niêu, xong chảo. Đấy, bếp này. Bếp sử dụng ngay trên nhà sàn luôn các bạn ơi. Và bên đây có một cái tủ lạnh. Đấy, tiện nghi cũng tương đối là đầy đủ này. Đây là một khu ngôi nhà sàn khép kín, có đầy đủ phòng ăn này. Phòng ăn rất là đẹp, cũng đóng hoàn toàn bằng gỗ hết này. Phòng ăn đây thì họ cũng đang làm dở dang cái trần này các bạn. Đây cái số gỗ mà người ta đang làm để người ta để đóng cái trần này. Đó. Sau này khi căn nhà này hoàn thiện thì khá đẹp. Bữa nào mình sẽ có thời gian khoảng vài tháng nữa mình sẽ xuống. Khi nào cái căn nhà nó sẽ đi vào hoàn thiện thì mình sẽ quay tất cả cho các bạn xem. Căn nhà này nếu mà đi vào hoàn thiện thì cũng tương đối là đẹp các bạn. Cũng có khả năng là nói là đẹp... cũng nhất nhì trong cái video mà mình đi quay phim từ trước này các bạn này. Đây bên đây cũng có một cái tủ chén này. Rồi, bây giờ quay sang góc bên kia nhá. À, có một bức tranh này các bạn này.
Rồi bây giờ mình đi xuống nha. Đây chỗ này các bạn thấy không? Mình đứng đây thì mình có khả năng có thể là quay tất cả cái căn nhà cho các bạn xem này, ở cái phần bên trong à, đứng góc quay này thì quay rất là chi tiết luôn. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới nha. Đây các bạn còn đây là cái gầm nhà và vừa nãy mình quay ở trên á, tại vì do cái góc nhà là nó hơi bị khuất. Khuất là cái chỗ là đánh trước người ta làm một cái mái vòm người ta che hết cái phần mặt mặt tiền của cái ngôi nhà này, cho nên mình không thể quay được tổng thể cái ngôi nhà cho các bạn xem. Đấy, vừa nãy mình có quay phần trên cho bạn xem và bây giờ mình xuống phần dưới quay cho bạn xem này. Ở đây thì chủ nhà cũng có để một cái bộ bộ phản, bộ ngựa này rất là đẹp các bạn ơi, có thể khách đến đây ngồi uống nước hoặc chơi này. Đấy. Và cái gầm nhà sàn này thì cũng tương đối là thoáng mát rộng. Đấy. Cái chủ nhà này. Chị chủ nhà phải không cơ? Chị có phải chủ nhà đây không cơ? À. Vừa nãy em nên em quay phim ở trên mà không có chị ở nhà, thấy vừa nãy nên tham quan thấy cũng đang làm dở dang, nhà đẹp quá chị. Dạ. Dạ. Nếu mà xong xuôi mà làm cái phần trên cũng nhiều tiền lắm chị nhỉ? Làm ngôi nhà sàn nếu mà hoàn thành hết từ A đến Z chắc phải hết 4-5 trăm triệu chị, tới 4-5 trăm triệu Cái đó em không biết, không chị Tám à biết. sáng biết, nhưng mà vừa nãy em đây em nhìn cái ước lượng căn nhà sàn là để mà hoàn chỉnh chắc cũng khá nhiều tiền đấy. Nhà có mấy cái máy gặt lúa đấy các bạn này, à, rất là giàu luôn, hai cái máy gặt lúa này, à, Kuta này. Ở vùng đây thì đa số người ta làm nông nghiệp các bạn này, nông nghiệp. Ở đây đặc biệt là người ta làm cái trần nhà rất cao so với những cái buôn buôn lân cận này. Trước mình có quay một cái video ở bên buôn buôn rừng, nhưng mà nhà người ta làm thấp lắm, không cao như đây đâu. Ở đây thì là người ta làm rất là cao ráo, thoáng mát hơn này. Đấy, dọc đây là khu nhà là người ta đều làm san sát nhau mà nhà ai cũng có cái trần nhà rất là cao, rất là thoáng luôn. Ở dưới này thì tha hồ người ta để những cái vật liệu rồi là nông nghiệp, máy móc, kể cả để lúa mà gì đây cũng được. Rồi video mình kết thúc tại đây nha. Nếu thấy hay thì các bạn like và chia sẻ cho mình cùng xem nhé. Và đừng quên đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Rồi mình sẽ tiếp tục đi quay một số các nhà sàn ở xung quanh nữa cho các bạn nha.